Đây, bài này. Bài này không biết là câu số mấy. Thì cách làm của chúng ta là chúng ta nhân với 7 đúng không? Đúng chưa con? Nhân 7 nhá. Vậy là con sẽ được là 7A đúng không? 7A. 7A bằng đó. 7 nhân 7 là 7 bình phương đúng không? 7 nhân 7 bình phương là 7 mũ 3. Đấy. Hoặc là chúng ta gọi là 7 lập phương nhá, 7 lập phương cộng chấm 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 cộng 7 mũ 1000 là 7 mũ 1001 nhân 7 nữa, 7 mũ 1001. Và lúc này thầy lấy 7A trừ đi A, 7A trừ A. Đó. Mục đích là để chúng ta triệt tiêu. Triệt tiêu. Trước ở đây nó sẽ có 1000 này, đúng không? Thầy viết thêm nhá. Đó. Và số cuối cùng đây. Rồi. Các con nên viết trước và cuối hai số hạng để mình nhìn rõ, đúng không? Mục đích để mình triệt tiêu này. Đây, 7A có từ 7 bình đến 7000. 7 mũ 1000. 7A cũng vậy, ta trừ đi, đúng không? Vậy ta được là 7 mũ 1001 trừ 7. Được chưa nào? Đấy, ta lại kiểm tra lại xem chúng ta đã bị ta có bị nhầm đâu không nhá. Trừ 7, đúng không? Và đây chúng ta được là 6A, đúng không? 6A. Đó. 6A. Vậy là A sẽ bằng là 7 mũ 1001 trừ 7 chia cho 6. Thế đó. Chúng ta tính được như vậy thì chúng ta sẽ so sánh được cái này. Đúng không? So sánh với B. Để ta xem so sánh như nào. À, thế bây giờ các bạn sẽ thấy là B nó là 7 mũ 1001 đúng không? Thì các con sẽ so sánh cái này thì con sẽ thấy là cái này thì sẽ nhỏ hơn 7 mũ 1001 chia cho 6. Đúng không? Nhỏ hơn đúng không? Trừ đi 7 mà. Mà 7 chia 6 thì đương nhiên nhỏ hơn 7 mũ 1001 rồi. Và cái này chính là 7. Ok nhá. Nào, con bạn nào chưa hiểu câu này không? Con biết sai đâu chưa? Ừ. À, đó. Đấy, vậy là việc thầy dặn các con là trước khi làm quá trình mình kiểm tra từ đề bài cho đến lời giải là rất đúng, đúng không? Bởi vì hoàn toàn nên mình bị nhầm, đúng không? Rồi, bài 2 nhá. Thầy, lúc đầu con cũng nghĩ là 2 mũ 1001. Nhưng mà con hỏi cô Huỳnh lại, cô bảo là 7 mũ 1001 hơn, con làm theo cái này thì ạ. Rồi, ok. Thế à? Rồi. Bài này cần chữa không? Thôi nhá. Bài này cần chữa không nào? Rồi, thầy cứ chữa bài này thì rất ngắn, đúng không? Rất ngắn. Ngắn. Ta cùng đọc đề bài nhá. Trái đất có khối lượng khoảng thôi các bạn nhá. Đó, làm sao mà đo chính xác được? Đúng không? Sao đó chính xác được. Đó. 60 x 10 mũ 20 tấn là một con số cực kỳ lớn, đúng không? Tấn đã lớn rồi. Đấy là 10 mũ 20. Được chưa? Mỗi giây mặt trời tiêu thụ 4 x 10 mũ 6 tấn khí hydrogen. Hỏi mặt trời cần bao nhiêu giây để tiêu thụ một lượng khí có khối lượng bằng khối lượng trái đất. Đấy, bây giờ đề bài này thì chúng ta phải nên tóm tắt để chúng ta đỡ bị nhầm nhá. Khối lượng, đây, trái đất này, đúng không? Đó. Khối lượng người ta thường ký hiệu là M, đúng không? M trái đất bằng 60 nhân 10 mũ 20 tấn. Đây, thầy tóm tắt rồi nhá. Yeah. Mỗi giây mặt trời tiêu thụ, đúng không? Mặt trời tiêu thụ 4 nhân 10 mũ 6 trên 1 giây. 1 giây. Yeah. Hỏi mặt trời cần bao nhiêu giây để tiêu thụ một lượng khí. Vậy là mình tìm số giây, mình sẽ lấy là khối lượng trái đất chia cho giây.
chia cho khối lượng tiêu thụ trong một giây là ra, đúng không? Vậy chúng ta sẽ được là gì? 60 nhân 10 mũ 20. Đó. Chia cho 4. Đó, chia thì các con nên viết phân số thầy nhé, để chúng ta rút gọn cho dễ, đúng không? 10 mũ 6. Đấy, chúng ta sẽ ra kết quả là này. Được chưa? Và ra được cái này thì chúng ta rút gọn thôi, 60 và 4 rút gọn được 15, đúng không? 15 nhân 10 mũ 20 chia 10 mũ 6 thì ta được 10 mũ 14. Được chưa? Đó, thầy xem có gì nhầm lẫn không nhỉ? Mỗi giây mặt trời tiêu thụ bấy nhiêu này. Hỏi mặt trời cần bao nhiêu giây để tiêu thụ một lượng khí có khối lượng bằng khối lượng trái đất. Rồi, vậy đơn vị ở đây là giây. Nhá. Bài này thì hoàn toàn tương tự như bài lúc nãy, các con hiểu không? Hoàn giống bài 7 mũ ấy nhá. Con nhân hai cái là ra luôn. Yeah. Đó, kết quả cũng là A nhỏ hơn B. Đúng không? A nhỏ hơn B. Đúng rồi, ra bằng thế và đương nhiên nhỏ hơn B rồi, đúng không? Cũng là nhân với A với 2 thì chúng ta trừ đi nhá. À, nên bài này thì không chữa nữa. Hôm nay là tiết số mấy nhỉ? Tiết số mấy của Lý Thừa nhỉ? Buổi số mấy nhỉ? Buổi số mấy? Số 2, số 3? Rồi, bây giờ thầy lại nốt vài cái thông tin ở đây để chúng ta nhớ cho thầy nhá. A mũ M nhân A mũ N bằng A mũ M cộng N, đúng không? A mũ M chia A mũ N bằng A mũ M trừ N. Tất nhiên ở dưới này là M phải lớn hơn bằng N, đúng không? Và chúng ta có quy ước là A mũ 0 bằng 1. Đấy. Với những điều kiện như A M N là các số tự nhiên nhá. Đó. À, con hỏi gì con? À, đấy là phần hình con nhé. Phần hình nhé. Đấy, chúng ta ca này ca số học. Con hiểu không? Đó, con nhận được phiếu số học chưa? Rồi, đấy. Thầy tính tóm tắt đấy nhá. Quên thì thầy lại tóm tắt lại nhá. Ở trên nhóm Zalo đấy, cô có gửi phiếu phiếu học. Bây giờ con sẽ nhìn trên màn hình này luôn nhá. Đúng rồi. À, cô lại gửi hình trước à? À, ok, rồi, thế là 200 cuối là số, đúng không? Bây giờ thầy sẽ có vài câu trắc nghiệm để chúng ta làm nhanh nhá. Vài câu trắc nghiệm để ôn lại thôi. Nào, chọn phương án đúng. Ở đây là tích, đúng không? Vậy là chúng ta chỉ cơ số vẫn là 2, đúng không? Đó, số mũ là 3 cộng 5 cộng 7 cộng 9. Đúng không? Và chúng ta cộng lại chúng ta được 24. Vậy đáp số ở đây là D. Đó. Luyện nhanh nhé. Vậy đây chính là liên quan đến công thức đầu tiên thầy ghi. Yeah. Nào, bây giờ bài này các con nháp thầy nhá. Không thôi đấy đáp số nhá. Các con nhớ phải ghi chép nhá. Bài này nháp nhắn thì đáp số. Đấy, có một công thức nữa thầy ghi đây. A mũ M tất cả mũ N thì bằng A mũ M nhân N.
Đợi đây tí. Nên có ai nhắn một bài tập. Tôi nhắn lại rồi. Thế Hải đúng rồi. Khánh Linh đúng rồi. Danh bằng này, Minh Nguyên này, Bảo Như này. Xem lại nhá, Danh bằng, Minh Nguyên, Bảo Như xem lại nhá. Con là ai? Thầy vẫn hoặc Thế Hải à? Ngọc An đã nhắn đâu nhỉ? À rồi, nó bị trôi. Em làm đang kéo vào cái này rồi. Ok. Rồi. Nhi đúng rồi, Huy đúng rồi, Ngọc An đúng rồi. Tân đúng rồi. Minh Nghĩa đúng chưa thầy? Minh Nghĩa à? Minh Nghĩa nhắn lúc nào nhỉ? Mà gửi lại à, ok, mình nghĩ đúng rồi. Thầy ơi, thầy, nhưng mà con chưa biết ở lịch về số với mũ tự nhiên nhân với một lịch sử có số bằng số đấy. Đó, đúng rồi. Thì đây là 98 mốt khác nhau, chúng ta phải đưa về cùng cơ số nhá. Đưa về cùng cơ số. Đấy. Ok, Danh bằng đúng rồi. Thiện Minh đúng rồi, Khánh đúng rồi, Thái Hà đúng rồi. Rồi, đã chữa nhá. Đấy, thầy tương đối nhiều bạn đúng rồi. Ở đây chúng ta sẽ thấy là nó khác nhau đúng không? Nhưng mà 81 chúng ta thấy là nó bằng 9 bình phương. Đúng chưa? 9 bình phương. Vậy là các con sẽ đưa về cơ số 9 cho thầy nhá. 9 mũ 4, đúng không? 81 là 9 bình phương, rồi tất cả mũ 3. Đúng chưa? Đó. Thì đây chúng ta dùng công thức này. A mũ m n, A mũ m tất cả mũ n thì bằng A mũ m nhân n, đúng không? Do đó là bằng 9 mũ 4 nhân 9 mũ 2 nhân 3 là 6. 9 mũ 4 giống bằng 9 mũ 10. Chúng ta nhìn đây chúng ta không thấy 9 mũ 10. Đúng chưa? Nhưng chúng ta lại thấy là cơ số 3. Cơ số 3. Thế thì 9 lại bằng tiếp cơ số 3 là 3 bình phương. Tất cả mũ 10 và lại bằng 3 mũ 2 nhân 10 bằng 3 mũ 2 20. Vậy đáp án là đáp án A. À, các con hiểu chưa? Minh Nguyên hiểu chưa? Minh Nguyên ok, chụp sao để tránh cái đó. Đấy thì sau này con sẽ gặp nhiều những cái bài toán từ lớp 6 rồi đi là đúng ta để đưa về cùng cơ số nhá. Đấy, 248 đúng không, 392781, 525, 125, 625 chẳng hạn. Ok. À, Khổng Thúy Linh hiểu chưa con? Thúy Linh ra số nhỉ? Thúy Linh hiểu không con? Ok con. Đấy, câu số 2 nhá. Nào, câu số 3. Câu số 3. Cũng là trắc nghiệm, các con xem đây. Câu này là phải nên kiểm tra lại nhá, bởi nó tương đối là phức tạp một chút. Chúng ta kiểm tra lại sau khi làm xong để đảm bảo là không bị sai sót. Oh.
Đánh bằng tính lại nhá. Đó, tính lại cái là đúng đấy, đúng không? Một số bạn vẫn chưa mở cam lên, mở cam ra thầy nhá. Để nó như là chúng ta đi học thật chứ, đúng không? Mới lại để thầy nhớ mặt nữa, để ra đường gặp biết đâu lại thầy nhận ra, đúng không? Lớp mình có bạn nào ở Đà Nẵng không? Đó. Lớp mình có ai Đà Nẵng không? Sắp tới thầy vào chơi biển Đà Nẵng thì thầy gặp nào? Bảo Khánh hả? Ok. Rồi Bảo Khánh. Đúng rồi, Bảo Khánh Đà Nẵng, Hải Châu. Năm nay thì cố gắng đi chơi nhiều tỉnh để gặp các con nhá. Đà Nẵng, Hải Dương thì đi rồi này. Hả? Hà Nội à? Ôi, Hà Giang, Lai Châu này, nhiều lắm. Lai Châu thì chưa đi bao giờ. Việt Hưng. Ô, câu này là cũng bị chậm thế à? Nó lại bị đẩy ấy chứ. Ok, Hoàng Thiên đúng rồi. Đâu đâu con? À, không không đổi được, không đổi được. Như bài này rút gọn lên mà, có phải cần đổi ra đâu, đúng không? Đó, được chưa? Không cần đổi ra mũ 2 nhé. Việt Hưng làm được chưa con? Việt Hưng. À, con Việt Hưng biết về lũy thừa cho con. À, rồi, thế các con cứ làm đi, thầy tóm tắt cho Việt Hưng nhá. A mũ 2 bằng A nhân A, con hiểu không? A mũ 3 thì bằng A nhân A nhân A. Đó, tức là đây là một ký hiệu thôi, con hiểu không? 3 số A nhân với nhau là A mũ 3. M thừa số A nhân với nhau là A mũ M. Con hiểu chưa nào? Đấy, và tạm thời con nhớ con sẽ xem cho thầy những công thức bên này nhá. Thế còn là cô sẽ gửi cho con cái video của buổi hôm trước để con xem, con hiểu không? Nhá. Ừ, ok. Đó, quan trọng là cái này thôi. Con hiểu không? A mũ M bằng A nhân A nhân trực chấm nhân A. Đó. Ở đây là có M thừa số A nhá. Đấy. Ok, Khánh Vi đúng rồi. Minh Tâm chưa chuẩn rồi. Minh Châu à? Minh Châu nhắn cho thầy bao giờ nhỉ? Ok, Ngọc An đúng rồi, Minh Châu. Ôi, sao nó cứ bị trôi nhỉ? Minh Châu nhắn lại thầy chứ nào? Sao lại hết một câu em đánh dấu một cái đấy cho nó dễ tìm. Rồi bây giờ thầy gọi một bạn làm cùng thầy nhá. P bằng này. Thảo nào? Thảo hôm nay không tin nhắn nhỉ? Thảo ơi. Rồi Thảo làm đáp số ra bao nhiêu con?
Nào, thế con cùng biến đổi cho cùng thầy luôn. Từ số nào? Ừ. Nhân vào thôi, đúng không? 2 mũ 4 nhân 2 mũ 2 bằng 2 mũ mấy? Hai mấy? A mũ m nhân A mũ n thành A mũ m cộng n, đúng không? Đó. Đúng rồi, 2 mũ 4 cộng 2 là 2 mũ 6. Cái 3 này chúng ta phải để đấy, đúng không? Bởi vì nó không biến đổi theo cơ số 2, chưa nào? Đó. Ở đây cộng với 2 mũ 5 nhân 3 mũ 2. Đó. Nào, dưới mẫu số nào? Nhân 2 mũ mấy? Đây. M mũ n, đúng không? 3 nhân 2 là 6, đúng không? Cộng với 2 mũ 7. Được chưa? Đấy. Thế về nguyên tắc để mà rút gọn thì chúng ta phải làm sao tử số và mẫu số có thừa số chung, đúng không? Thì ta phải đặt thôi. Nào, ở đây chúng ta thấy là tử số nào, hai số hạng này có 3 làm nhân tử chung, có 2 mũ 5 làm nhân tử chung, đúng chưa? Vậy chúng ta đặt 3 nhân 2 mũ 5 ra ngoài nhá. Trong ngoặc còn gì? Này, thừa số 3 đặt ra ngoài rồi này. 2 mũ 6 chia 2 mũ 5 thì còn 2 mũ 1, là chính xác còn 2. Đúng chưa con? Đúng không? Đó. Còn 2 mũ 5 chia 2 mũ 5 thì bằng 1. 3 bình phương đặt 3 rồi còn 3. Đúng không? Nào đoạn này bạn nào chưa hiểu hỏi luôn thầy nhá. Nào bên dưới đặt 2 mũ ấy. 2 mũ 6. 2 mũ 6 3 nhân 2 mũ 6 đặt 2 mũ 6 rồi còn 3. 2 mũ 7 đặt 2 mũ 6 rồi còn 2 mũ 1 tức là 2. Được chưa? Việt Hưng hiểu đoạn này không con? Việt Hưng ơi. Đây, đây thầy đặt gì? Con nhìn nhá. Ở trên này nhá. Ở trên này thầy đặt thử số chung đây. Đây thầy viết chỗ này để giải thích cho chi tiết một chút nhá. 2 mũ 6 này. Cộng 2 mũ 5 này. Nhân 3 bình phương này. Đó. Thầy đặt 3. Có số chung là 3. Nhân 2 mũ 5. Thế bây giờ để xuất hiện thừa số ở đây là bao nhiêu thì chúng ta lấy cái này chia cho cái này, đúng không? Đúng chưa? Thì là 2 mũ 6 nhân 3 mà chia cho 2 mũ 5 nhân 3. 3 rút gọn 3, 2 mũ 6 chia 2 mũ 5 chính là bằng 2. Vậy đây chính là 2. Đó. Con hiểu chưa? Việt Hưng hiểu đoạn em Việt Hưng. À ok rồi, thứ nhất là về sẽ xem lại cho thầy video nhá. Còn nguyên tắc đặt thứ chung là gì đây, thầy nói lại là một số bạn để lưu ý này. A nhân B cộng A nhân C, đúng không? Khi mà chúng ta đặt A là thứ chung thì trong ngoặc còn B cộng cộng C, được chưa? Đó chính là chúng ta lấy AB, lấy cái tích này, lấy số hạng này chia cho A, đúng không? AB chia A thì nó chính là được B. Đó, AC chia A nó chính là được C. Nào, Minh Nguyên hiểu đoạn này chưa? Ừ. Nhá, đấy là nguyên tắc đặt thứ chung. Ok. Rồi, đến đây là rút gọn rồi, đúng không? 3 cộng 2 là 5, 3 cộng 2 là 5, rút gọn đi 5. Được chưa? 2 mũ 5 và 2 mũ 6, đây thầy viết bình tĩnh nhá, nhân 2 mũ 5 chia 2 mũ 6 bằng, nào chia cả tử và mẫu cho 2 mũ 5 thì chia tử được là 3. 2 mũ 6 chia 2 mũ 5 thì được 2. Được chưa? Nào, còn bạn nào lăn tăn chỗ nào không? Đấy, vậy là qua bài này nhá, chúng ta thấy này, để mà rút gọn được ý, ví dụ 2 đây, 2 mũ 5, 2 mũ 6
À, chúng ta nhìn này, 2 mũ 9 và 2 mũ 11 chẳng hạn, đúng không? Thì 2 mũ 9 sẽ bé hơn. Đó, con hiểu không? Nên là nếu mà rút gọn, ta rút gọn cho 2 mũ 9 nhá. Hoặc đặt thứ chung, chúng ta đặt 2 mũ 9 ra ngoài. Đấy, thì ví dụ như là 2 mũ 100 cộng 2 mũ 102 thì chúng ta sẽ đặt thứ chung là 2 mũ 100. Ở đây nó chính là 2 mũ 100 nhân 2 mũ 2, đúng không? Và đặt ra chúng ta được là 2 mũ 100 nhân 1 nhá, cộng 2 mũ 2. Đấy, quy tắc đặt thứ chung như vậy. Bạn nào chưa rõ nhìn ví dụ này rõ hơn, được chưa nào? Ok. Thôi, mấy bạn này cần chữ nữa không? Bạn này nhân mấy nào? Cả lớp nhân vào mấy đây? Nhân 5. Bài này nhân mấy? Nhân 4. Nhân 4 rồi trừ đi nhá. Đấy, hai bài này là chúng ta có bài mẫu và chúng ta làm mấy bài rồi nhá. Trừ bài Việt Hưng hôm nay làm thì Việt Hưng sẽ xem lại thầy video buổi hôm trước Việt Hưng nhá. Sao con? À, chắc bạn nói nhầm rồi, không phải 5 mũ 3, số này lớn lắm nhá. Kết quả nó sẽ bằng là 5 mũ 101 trừ 5 và chia cho 4. Đó. Rồi, thì chuyển bài khác nhá. Bài nào? Đây. Trọng về nhà chưa? Đây, làm bài này thầy nè. Bài này chưa làm đúng không? Đấy, câu A này thì nó hơi lạ một chút cho con tính nhá. Nó vẫn cách làm như vậy thôi, nhưng nó khác một chút xíu. Con sẽ tự tìm cái khác đấy cho thầy. Nó vẫn giống bài trước đúng không? Mũ tăng dần đúng không? Đây là chính là mũ 0 này. Mũ 1, mũ 2, mũ 3 nó chỉ khác là đan dấu trừ cộng trừ cộng trừ cộng, đúng không? Trừ cộng trừ cộng trừ cộng. Đó. Ok, đợi thầy tí. Thế thầy. Ừ. Thôi con. Cộng thì cộng được gì ạ? 2 mũ 1 cộng 2 mũ 2 ạ? Không chỉ lên nhân chia cơ. À, cộng thì chúng ta không có quy tắc. Đúng không? Chúng ta không có quy tắc cộng lũy thừa mà chúng ta chỉ có đặt thứ chung thôi nhá. Chúng ta chỉ có quy tắc nhân chia như này thôi này. Được chưa? Đó. Thế đấy. Thế những bài này phải cần nhân mấy nào? Nhân vào mấy các con? Đôi ạ. Nhân đôi nhá. Nhân 2. Bài này nhân mấy? Nhân 5, đúng không? Đó, nhưng mà nó sẽ khác. Nó khác những bài chúng ta làm một chút xíu, các bạn sẽ tự nhận cho thầy chỗ khác nhau, tự tìm chỗ khác biệt đấy nhá. Ngọc An chưa đúng.
những bài đầu chúng ta mới làm quen này nên nó sẽ có thể nó bị nhầm lẫn một chút, các con cứ làm kiểm tra lại thầy nha. Thế Hải à? Thế Hải gần đúng rồi đấy. Thế Hải gần đúng rồi. Có 2 mũ 7 là có vẻ gần đúng nhưng mà vẫn nhầm. Thôi chữ mẫu vào nhá. Nào, bây giờ thầy mời bạn cùng làm đấy à? Thái Hà đâu? Nào, theo con là câu A con sẽ nhân về mấy? Rồi, 2A đúng không? Còn cái câu này nhân 5A đúng không? Hào, con đọc cho thầy nhân 2 được gì nào? Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, chính xác. Nhân 2 ở đây thì là lực 2 mũ 1 đúng không? Trừ 2 mũ 1 nhân 2 là trừ đi 2 mũ 2, cộng 2 mũ 3 trừ 2 mũ 4, cộng 2 mũ 5 trừ 2 mũ 6, cộng với 2 mũ 7. Đấy, bước 1 ok các con nhá. Người ta viết lại cái A, viết lại cái A đây. A bằng 1 trừ 2 mũ 1, cộng 2 mũ 2 trừ 2 mũ 3, cộng 2 mũ 4 trừ 2 mũ 5. Và cộng với 2 mũ 6. Đấy. Thì như cách làm cái dạng này của những bài trước là chúng ta trừ đi, đúng không? Trừ đi con, bởi vì sao trừ? Bởi nó phải làm triệt tiêu nhau. Thế bài này nếu trừ ổn không? Trừ nhá. Trừ chúng ta thấy không thấy triệt tiêu nhau, đúng không? Đó. Trừ không triệt tiêu về đây. Con trừ xem. Ví dụ đây là 2 này. 2 ở dưới này không có thừa, không có số hạng 2 nào cả, đúng không? Mà nó chỉ là trừ đi 2 thôi. Vậy là ta phải làm gì nào? Các bạn nhìn cho thầy, phải làm gì để triệt tiêu nào? Cộng lại đúng không? Cộng lại. 2a cộng a. Nào, bây giờ xem cộng lại triệt tiêu không nhá. Nó nhìn này. 2 trừ 2 có bằng 0 không? Hết. Đúng chưa? Rồi. 2 mũ 2 trừ 2 mũ 2 hết. 2 mũ 3 trừ 2 mũ 3 hết. 2 mũ 4 trừ 2 mũ 4 hết. 2 mũ 5 trừ 2 mũ 5 hết. 2 mũ 6 trừ 2 mũ 6 hết. Vậy trên còn 2 mũ 7 và dưới còn 1. Đúng không? Vậy trên được là 2 mũ 7 trừ 1 nhá. À cộng 1. Cộng 1, được chưa? Nào có con xem bước này hiểu chưa? Đấy, triệt tiêu hết thằng này này. Này. Đúng không? Đó, vậy trên này còn 2 mũ 7, dưới còn 1. Được chưa? 2 mũ 7 cộng 1. Đó. Và đây là chúng ta sẽ được là 3A. Đúng chưa con? 3A. Vậy từ đây ta có là A bằng 2 mũ 7 cộng 1 chia cho 3. Đó. Và nếu đây mũ thấp thì các con sẽ tính được đúng không? 2 mũ 7. 2 mũ 7 thì bằng bao nhiêu? À 2 mũ 6 64, 2 mũ 7 là 128 đúng không? Cộng 1 là 129. Và các con chia 3, các con sẽ được là 43. Ok. À các con hiểu câu này chưa? Đấy, vậy là khác đây chúng ta cộng lại để mục đích là chúng ta triệt tiêu đi nhá. Đấy, bây giờ con sẽ áp dụng cho thầy cái phương pháp này vào câu B. Câu B. Nào,
Hiểu hết qua chưa nào? Hiểu qua bây giờ chắc chắn làm được đúng không? Nó chỉ khác là lũy từ hơi to một tí thôi nhá. Nào, bây giờ thầy đợi các bạn nhắn thầy đáp số câu B nhá. Cô B hả? Nhanh thế. Minh Châu à? Minh Châu nhắn xem nào. Minh Châu nhắn lại thầy nào, thầy vẫn chưa nhận được. Nhắn lại một thầy một câu nào. Hay là con nhắn nhầm sang người khác không? Minh Châu nhìn nhắn lại thầy nào. Đó, nếu mà nhắn tất cả mọi người đi thì mình cũng nhận được. À, thế là nhắn vào nick khác rồi. Bây giờ em nhắn lại cho bạn. Đó, Minh Châu nhắn vào nick này cho thầy nhá. Chắc bạn anh nhắn nick khác. Rồi, Thái Hà ra rất nhanh và đúng rồi đấy. Chia buồn thế hải vẫn nhầm. Mình nghĩ cũng vậy. Thế hải vẫn nhầm. Ngọc An đương nhiên nhầm rồi. Ngọc An tự kiểm tra lại thế nào. Minh Châu sao thầy vẫn chưa nhận được nhỉ? Minh Châu vừa nhận được cái tin nhắn của thầy không? Thầy nhắn là hello ấy. Thầy nhắn hello Minh Châu nhận được không? Hay là Minh Châu có hai nick nhỉ? Nick ở đây đang là tên là gì em nhỉ? Minh Châu. Không, của mình ấy. Của mình. Ừ. Phòng Zoom 2 vậy. Ờ. Minh Châu nhắn vào cái phòng Zoom 2 nhá. Thử nhắn lại thôi xem nào. Ok, Thế Hải sửa lại chuẩn rồi. Con Minh Châu nhắn vào Zoom 2 chưa? Ồ, lạ nhỉ, thầy vẫn chưa nhận được. Con vừa nhận được cái tin nhắn của thầy là hello không? À, thế bị lỗi gì rồi nhỉ? Em nhắn lại lần. Cũng bạn ấy bị rồi. Biết rồi, em phải nhắn lại lần nữa. Ờ, lại nhờ Minh Châu với thầy không chat được cho nhau. Có. Có đấy, thầy nhắn là chữ Minh Châu rồi đấy. Lạ nhỉ. Minh Châu hôm nay bị thế đúng không? Không có ai để đây hỏi nhỉ. Thiện Minh nhầm một tí, Ngọc An ok rồi. Minh Châu ra số bao nhiêu? Con đọc thầy nào. Chưa nhắn được đọc nào. Xong để thầy xem cái lỗi nhắn tin này như bị nào nhá.
À. Làm sao? À con đọc cho thầy đa số của con ấy. Bao nhiêu? Dạ bằng 5103 cộng 1 phần 6. À ok, con đúng rồi nhá. Để thầy xem lại tin nhắn tại sao lại không nhắn được cho thầy. Có thể là bạn ấy nhắn một cái nick khác. Ừ. Không, ở đây. Bạn dùng cái điện thoại bạn ấy nhắn. Không phải cái tính gì cả. À, thế đây on Minh Châu, Minh Châu online bằng mấy tài khoản Minh Châu? Ở điện thoại con online bằng tài khoản không? À đây là một điện thoại ra. Đây, rồi để tí thầy nhờ một thầy trợ giảng xem nhá. Nào, bây giờ chữa bài nào nào? Minh Nguyên nào? Minh Nguyên làm nào nào? Cô B Minh Nguyên nhân mấy nào? 5B, rồi, ta được gì nào? Nào, được gì nào? Đọc cho thầy nào? Nhân 5 vào đây. Được gì nào, Minh Nguyên? Ờ, 5 nhân 1 được mấy? Được 5, đúng không? Thế là bài chính là giống hết bài này là các bạn hiểu chưa? 5 nhân 5 tiếp nào. Đây nhá, viết lại nhá. Chấm chấm, đúng không? Cộng với 5 mũ 100 trừ 5 mũ 101 và cộng với 5 mũ 102. Nào, nhân được gì nào? Nhân vào rồi. Được gì? Minh Nguyên đọc nào. Minh Nguyên. Trừ đi 5 mũ 2. Tiếp. Rồi. 4, đúng không? Cộng chấm chấm chấm. 100. Rồi. Ok. Đó, bước này giống nhá. Bước tiếp theo là chúng ta viết lại cho thầy cái B nhá. Đấy, còn chúng ta sau này làm quen rồi chúng ta không cần viết lại đâu, đúng không? Cái B nó là 1 trừ đi 5 mũ 1 cộng 5 mũ 2 trừ 5 mũ 3 cộng chấm chấm chấm, đúng không? Cộng 5 mũ 100 trừ 5 mũ 101 cộng 5 mũ 102. Đấy. Lúc này chúng ta phải cộng lại đúng không? 5B cộng B. Đó. Cộng vế nhá. Thì bên này cũng vậy đúng không? Ra triệt tiêu đi. 5 mũ 1 chính là 5 đúng không? Trừ đi là bằng 0. Đây 5 mũ 2 trừ 5 mũ 2 bằng 0. 5 mũ 3 tương tự và cuối cùng đấy. 5 mũ 102 trừ 5 mũ 102 bằng 0 và trên này nó còn cái này. Dưới mẫu nó còn 1. Đó, nên được là 5 mũ 103 cộng 1 nhá. Và đây có bạn vẫn viết nhầm là trừ 1 nhá. Vậy từ đây chúng ta sẽ được bên này là 6B nên B sẽ được là 5 mũ 103 cộng 1 và chia cho 6. Đó. Và cái này rất to nên các con không tính được đâu nhá. Nên để đáp số này là gọn nhất rồi. Ok. Việt Hưng, bài này qua bài này con hiểu thêm chưa Việt Hưng ơi? Rồi, đấy. Về xem lại cho thầy video buổi trước nữa là ok nhá. Tiến Minh hiểu chưa con? À, Tiến Minh nên nghỉ nhá. Thiên hiểu chưa con? Thiên ơi. Hoàng Thiên. Rồi. Thảo Hiền. Không hiểu cứ mạnh dạn hỏi thầy nhá. Đấy, các con trình bày đi, xong chúng ta thêm. Rồi, bài này cái dạng này chỉ thế thôi, đúng không?
Ừ, đợi các bạn trình bày xong thì chuyển tiếp. Đây, rút gọn thầy bài này. À, bài này như làm rồi. À, chưa, chưa làm. Làm rồi à? Cái câu này chưa làm này. Đúng không? Câu này chưa làm đúng không? Chắc chắn chưa làm. À, làm rồi. Rồi. Thầy nhớ là chưa làm mà. Đây, làm câu này thế nào. Câu A là viết tổng dưới dạng bình phương. Bình phương là mũ mấy? Mũ 2 nhá. Lập phương là mũ 3. Đó. Nó dành riêng cho mũ 2, mũ 3. Nó có tên gọi là bình phương và lập phương. Đây là bình phương này. Tức là một tên gọi khác thôi nhá. Lập phương. Ừ, đúng rồi đấy. Đấy, quan trọng với câu B. Câu B con làm thầy câu B. Câu B thì khó, câu A thì dễ rồi, đúng không? Đó, câu B thì nó dễ rồi, thầy viết luôn. À, câu A dễ rồi, viết luôn nhá. Chúng ta sẽ tính tổng thôi, đúng không? 1 cộng 3 cộng 5 cộng 7. Các con sẽ tính được là bao nhiêu? 4, 9, 16, đúng không? Viết dưới dạng bình phương, tức là bằng 4 bình phương. Đó. Thế còn 1 cộng 3 cộng chấm chấm cộng đến 9, đúng không? Ta sẽ tính được là 25. 25 sẽ là 5 bình phương. Đúng không? Và chúng ta sẽ thấy quy luật không? Vụ đằng trước này nữa này, 1 cộng 3 này, cộng 5 này, thì bằng mấy? Bằng 9, đúng không? 9 thì 3 bình phương. Còn đây là 1 cộng 3 này, thì bằng 4, 4 thì 2 bình phương. Đấy, chúng ta thấy quy luật chưa? 2 bình, 3 bình, 4 bình, 5 bình. Đấy, và câu B, các câu B con sẽ phải chứng minh cho thầy tổng các số lẻ liên tiếp từ 1, à, nó sẽ là bình phương của một số tự nhiên nào đó. Đấy. Đây là 2n tức là 2 nhân n nhé. Đó, 2 mũ n, n nó phải mũ bên trên, con hiểu không? Thế Hải phải chỉ ra cho thầy ở nói chứ công lập luận này nhá, phải chỉ xem nó bằng cái gì bình phương, con hiểu không?
phải chỉ nó cụ thể nó bằng cái gì bình phương. Không phải. Thầy gợi ý cả lớp là 1 cộng 3 cộng 5 cộng đến 2 n cộng 1, đây chính là tổng của dãy số cách đều đúng không? Các con dùng công thức cho thầy đi. Đó là số cuối cộng số đầu nhân số số hạng chia 2, đúng không? Thế là ra rồi nhé. Bạn nào gần ra chưa? Bài này rất dễ chứ không phải là khó đâu nhá. Nếu bạn nào nhớ công thức mà thầy vừa đọc công thức rồi đấy. Số cuối cộng số đầu nhân số số hạng chia 2, đúng không? Còn công thức tìm số hạng là gì? À, số lớn nhất trừ số bé nhất chia khoảng cách cộng 1.
Rồi, ok. Ngọc An đã làm được rồi. Very good. Nào, bây giờ Khánh Hà nào. Khánh Hà tìm cho thầy là số số hạng nào. Đúng không? Khánh Hà. Rồi, công thức số số hạng là gì nào? Ta phải tìm ra trong này có bao nhiêu số hạng, đúng không? Thì mới dùng công thức tính tổng được, con hiểu chưa? Nào, bằng bao nhiêu? Công thức số số hạng là số cuối trừ số đầu, hoặc là số lớn nhất trừ số bé nhất, chia khoảng cách cộng 1, đúng không? Số cuối là bao nhiêu? Số cuối là 2N cộng 1, đúng không? Số cuối nhá, trừ số đầu là 1, chia khoảng cách là bao nhiêu nào? Chia cho 2, rồi cộng thêm 1 nhá. Đấy, các con nhớ công thức nhá. Số cuối trừ số đầu chia khoảng cách cộng 1, và sau khi tính các con sẽ được n cộng 1 số. Nào, ok. Chưa. Yeah, do đó chúng ta tính được thế tổng. Tổng là, đấy, công thức là gì? Số cuối cộng số đầu. Số cuối là 2N cộng 1 cộng số đầu là 1 nhân số số hạng là N cộng 1 và chia cho 2, đúng không? Đến đây ta tính thôi. 2N cộng 1 cộng 1 là 2N cộng 2 nhân N cộng 1 rồi chia cho 2. Còn thấy rút gọn được không? 2N cộng 2 chia 2 thì nó sẽ bằng là N cộng 1, đúng không? N cộng 1 nhân N cộng 1 thì nó chính là N cộng 1 bình phương. Đó, thế vậy nó chính là dưới dạng bình phương của một số tự nhiên. Đó, con hiểu không? Thực ra mình có thể đứng đây em xem bị vướng màn hình không? Có. Đứng đây vướng không? Ờ thì em đi qua nào, nhưng đứng kia là vẫn dính cái đầu của em ấy. Hả? Tóm lại là vẫn dính, đúng không? Đi qua đây hoặc là em, các bạn vẫn đứng đây, các bạn chụp dính, các bạn chỉnh cái này thôi, đúng không? Ok, chuyển nhá. Nào, bây đến một dạng nữa là dạng bài toán tìm x. Tìm x chúng ta đã làm từ lớp 3 rồi, đúng không? Như đây tìm x là tìm x đối với lũy thừa, đúng không? Đó, tất cả đây là tìm x là số tự nhiên nhá. Đó. Bây thầy chữa mẫu một câu A, một câu nhá, câu A nhá. Hai mũ x cộng 5 trừ hai mũ 5 bằng 96. Bây giờ thầy sẽ có hai cách triển khai như này, cách một này. Một là chúng ta muốn tìm x thì chúng ta phải đưa x về bàn vế nhá. Ví dụ như là 3 x cộng 2 bằng 11 chẳng hạn, đúng không? Thì các con phải tìm là 3x bằng 11 trừ 2 bằng
9, sau đó chúng ta tìm x đúng không? Thì đây đấy, ta đưa, ta sẽ tìm 2 mũ x cộng 5 bằng 96 cộng 2 mũ 5. Đúng chưa nào? Cộng 2 mũ 5. Đấy. Các con dần nhớ quy tắc này rồi nhá, chuyển vế đổi dấu được chưa? Cộng 2 mũ 5. Thì tất nhiên chúng ta phải tính đây rồi. Bằng 96 cộng 2 mũ 5 là bao nhiêu? À 32 đúng không? 32. Và các con sẽ được là 128. Đấy. Và chúng ta sẽ đưa x về vế nhá. X về vế này. 2 mũ x cộng 5 bằng 128. Về làm sao để tìm x được? Thì các con lưu ý này, ví dụ như là 2 mũ x bằng 8. Thì x mấy nào? X bằng 3 đúng không? Vì sao bằng 3? Bởi vì 8 thì bằng 2 mũ 3. Đó. Cùng cơ số là 2 nên số mũ phải bằng nhau. Được chưa? Vậy tóm lại ở đây là các con phải đưa về cho thầy là cùng cơ số, và 2 128 ở đây thì các con sẽ là thành 2 mũ mấy nào? 128 thành 2 mũ mấy? Đấy, thì các con sẽ nhớ cho thầy mấy cái này, là 2 mũ 3 thì bằng 8 đúng không? Đúng chưa? 2 mũ 3 bằng 8. À 2 mũ 6. Cái này thì sẽ bằng là 2 mũ 3 tất cả bình phương, tức là bằng 8 bình phương, 8864. Đấy, 864, đúng chưa? Đấy. Thế thì nhân 2 lần nữa thì ta được 2 mũ 6 nhân 2 là 2 mũ 7 thì bằng nhân 2 bằng 128. Vậy 128 chính là 2 mũ 7. Đấy, nhá. Một số công tắc mình sẽ nhớ ở đây. Phải có vài cái này chúng ta cần nhớ này, 2 mũ 10 này thì bằng 1024. Đấy, cái số này sau này chúng ta gặp nhiều nhá. Đấy. Nào, 2 mũ 7 thì từ đây thì các con sẽ được là x cộng 5 bằng mấy? Bằng 7 thôi, đúng không? Cơ số bằng nhau nên số mũ phải bằng nhau. X cộng 5 bằng 7 chúng ta tìm được x bằng 2. Nào, dễ chưa nào? Nhá. Đấy, vậy mục đích là chúng ta phải đưa về cùng cơ số hoặc cùng số mũ nhá. À, bây giờ cách 2. À, các con sẽ trình bày trong cách 1 thầy đấy nhá. Trong cách 1 này, cách 2 này. Bạn nào phát hiện được cách 2 về này không? Nhìn đây có gì? Ngon ăn nào? Em đang hái tại cách hái cuối chưa, còn đang hái ăn cuối chưa nhưng hái bấm cứ hái bấm bằng chín mươi sáu. À. Chúng ta hái một đám ăn là bây giờ còn hái cuối chưa chưa một đám bằng chín mươi sáu. À đúng rồi. Ok. Rồi, đúng rồi đấy. Bây giờ thầy sẽ nói lại cách của An nhé. Ở đây các con thấy là 2 mũ x cộng 5 thì chính là 2 mũ x nhân 2 mũ 5, đúng không? Trừ đi 2 mũ 5. Thì các con sẽ thấy là gì? À, chúng ta có thừa số chung là 2 mũ 5 ra ngoài, đúng không? Đó, cái này bằng 96 nhá. Vậy thừa chung là 2 mũ 5 ra ngoài ta được 2 mũ 5. Trong ngoặc sẽ còn là 2 mũ x trừ 1. Đúng không? Bằng 96. Thế vậy chúng ta sẽ tìm được 2 mũ x trừ 1 sẽ bằng 96 chia 2 mũ 5. Đúng không? 2 mũ 5 các con sẽ nhẩm được là 96 chia 32. 96 chia 32 được 3. Đúng không? Và đến đây chúng ta lại tìm tiếp là 2 mũ x bằng 3 cộng 1 là 4. Đúng không? 4 thì bằng 2 mũ 2. Từ đó ta được x bằng 2. Đó, đây là cách số 2 nhá. Ok, câu A. Đó, đi về câu B. Câu B thì là hơi phức tạp hơn một chút xíu. Nào, chúng ta cứ thử nghĩ thêm một tẹo.
Như Huy hả? Thiếu một đáp số Huy ạ. Cô B thiếu đáp số. Câu C cũng vậy. Ngọc An câu B đúng rồi. Câu C bị nhầm. Câu C nhầm một chút thôi. Em xem lại. Rồi, Minh Nghĩa được một đáp số, Xuân Nhi được một đáp số, Thế Hải được một đáp số. Cô B các bạn thiếu một đáp số. Minh Nguyên được cô B chưa? Khánh Linh cũng thiếu một đáp số nhé, Khánh Linh được một nửa. Minh Châu để xem nhận được chưa nào. Ok, Minh Châu nhận được rồi đấy. Rồi, Minh Châu cô B đúng rồi đấy. Thế Hải vẫn nhầm. Bài này cũng dễ bị nhầm thật, không sao nhá. Hoàng Khánh được chưa? Khánh. Hoàng Khánh. Minh Nghĩa. Minh Nghĩa cũng thiếu một đáp số. Nó có một số đặc biệt nữa mà chúng ta bị bỏ quên. Rồi, Hoàng Khánh câu B đúng một đáp số, câu C cũng đúng một. Thiếu một tí, thiếu một đáp số nhá. Ừ. Đấy, thầy Thế Hải câu C hả? Câu C ok. 10, 15. Rồi. Đúng rồi, câu C đúng rồi. Ừ. Câu C. Nhiều bạn nhắn quá, thầy đang bị trôi. Ok. Thế này đúng rồi đấy. Câu B vẫn thiếu. Nào. Bây giờ ta xử lý câu B nhá. Nào, thầy mời bạn nhá. Ai xung phong nhỉ? Để xem ai chưa nhắn thầy để gọi vậy.
Khánh Vy Châu. Hiền nào? Thảo Hiền nào? Hiền ơi. Hiền. Thiên vậy, Hoàng Thiên. Thiên à, Thiên ơi. Dạ. Rồi. Cô B thì con nghĩ sao cô B? Cứ chia sẻ cách con nghĩ thôi. Đây ví dụ như là 2 mũ 7 và 2 mũ 8 bằng nhau được không? Khác nhau đúng không? Số mũ khác nhau đúng không? Đấy. 3 mũ 2 và 3 mũ 3 khác nhau không? Có, đúng không? Thế vậy con xem là cái cơ số nó sẽ bằng bao nhiêu thì hai vế bằng nhau. Bởi vì hai số mũ này có số mũ khác nhau đúng không? Cơ số bằng nhiêu? Bằng 0 hoặc mấy? Rồi. Không mũ bất kỳ lên đều bằng 0, đúng chưa cả lớp? Một mũ bất kỳ lên đều bằng 1. Đấy. Thế còn nếu mà x từ 2, 3, 4 trở lên thì đương nhiên là khác nhau. Đúng chưa? Thế bây giờ ta xử lý chỗ này như nào? Thì các con làm đây thầy nhé. X mũ 2022 đúng không? Trừ x mũ 2021 bằng mấy? Bằng 0. Đúng chưa nào? Bằng 0. Bằng 0. Nào, thế đây chúng ta đặt thứ chung ra ngoài là x mũ bao nhiêu nào? Đấy, thầy nói rồi đặt lũy thừa với số mũ bé hơn nhá. Thì trong ngoặc còn gì? X mũ 2022 chia x mũ 2021 thì bằng x. Đó, còn cái này x mũ 2021 chia x mũ 21 thì bằng 1. Đúng không? Nào, bước này xem hiểu chưa? Minh Nguyên hiểu bước này chưa con? À, con bây giờ nhá. Chắc là một số bạn sẽ lúng túng đoạn đặt thứ chung này. 22. Thế mà khi đặt thứ chung là chúng ta phải chia cho thứ chung đó, đúng không? Đó, thì hai cái này chia nhau đúng mấy x không? Đúng không? X. Đó. Thế còn đây, 2000 x mũ 2021 chia x mũ 2021 thì nó chính là bằng 1. Nhá, thì đây chính là 1. Được chưa? Thế, thì ta nhìn này, tích 2 thừa số bằng 0. A nhân B bằng 0. Thì chúng sẽ có mấy trường hợp, đầu tiên là A bằng 0. Đây là dấu gì các bạn? Dần dần chúng ta làm quen ký hiệu này nhá. Đây là dấu hoặc nhá. Đúng không? Hoặc là B bằng 0. Được chưa? Vậy là tích 2 thừa số 0 thì là một trong những thừa số đó bằng 0. Vậy chúng ta có hai trường hợp. Trường hợp 1 đó là x mũ 2021 bằng 0. Thì đây từ đây chúng ta tìm được x mấy? X bằng 0. Nhá, trường hợp 2. Thừa số còn lại là x trừ 1 bằng 0. Thì ta tìm được là x bằng 1. Đấy, thì cách giải thế này mới đầy đủ, đúng chưa nào? Hả? Số nào khác không con? Không. Đấy, x tự nhiên mà nhá. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Mà không được mà. Hả? Nó chỉ khác không khi mà nó ở nằm phép chia thôi con nhé. Lúc A mũ N, A khác không bởi vì là chia về điều kiện là số chia phải khác không, con hiểu không? Đấy, thì bệt. Đấy là câu B đúng không? Nào, các con hiểu chưa nào? Đấy. Vậy là qua cái này, chúng ta lưu ý cho thầy là gì? X mũ M mà bằng x mũ N. Nhá. Đấy, với điều kiện M khác N. Thì x bắt buộc phải bằng 0 hoặc 1. Đúng chưa? Đấy. Còn từ 2 trở lên là
là khác nhau rồi, đúng chưa nào? Đấy, câu C thì không chữa đây mà câu C sẽ để về nhà nha. Đấy, nào con hiểu hiểu câu B chưa nào? Ai chưa hiểu mạnh dạn hỏi nhá. Chúng ta học chúng ta phải hỏi đúng không? Không hỏi chúng ta thiệt đấy. À, ok, câu C thầy để về nhà nhá. Như thầy xem qua nào. Minh Châu, rồi, câu C đúng rồi, Minh Châu đúng rồi. Bạn nào chưa làm câu C để về nhà làm thôi. Đấy. Ừ. Khánh Hà đúng không? Rồi, rồi Khánh Hà thiếu một đáp số. Thái Hà cũng thiếu một đáp số. Đấy, nhá. Đấy thì xem lại cách làm thầy đấy. Là các con sẽ làm đủ đáp số ngay nhá. Để về nhà các con xem lại cho tại sao mình thiếu nhá. À nốt à? Ai đây nhỉ? Rồi, Huy chuẩn rồi. Tiếp nhá, chúng ta thêm một bài nữa. Bài nữa xem nào. À đây, thêm một bài nữa. Đây, bài rút gọn này. Bạn nào mà chưa thành thạo rút gọn thì nhắn thầy nhá, để thầy hướng dẫn thêm nhá. À cứ quên, chưa thành thạo cái đặt thừa số chung ấy. Ừ, để xem nào. Tranh bằng hả? Tranh bằng tự kiểm tra lại nào. Con được kiểm tra lại chưa? Chưa, đấy. Đúng rồi, để kiểm tra lại đi.
Thế Hải kiểm tra lại chưa? Chưa đúng không? Rồi, thế bảo rồi, tự kiểm tra lại đi. Đặc biệt những cái bài như thế này rất dễ bị nhầm. Thái Hà nữa. Nào, danh bằng nào, danh bằng nói tới cái làm nào, danh bằng. Ở sao con ra nó số là 1? Ôi ôi, ai chơi trò đoán. Thái Hà làm nào Thái Hà? Đấy. Ờ, con nói đi. Sáu mũ bốn nhân sáu đúng không? Chia tiêu cái này với cái này đúng không? Ừ, nhưng mà chia tiêu là phải này con ạ. Chia tiêu có cho con lưu ý nhá, chia tiêu này là bị nhầm đấy. Ví dụ như là 6 trừ 2 chia 6 trừ 2 đúng không? Thì không phải lấy 6 chia 6 này đâu nhá, mà chúng ta phải nó phải có xuất hiện nhân tử chung ở trên này này. Đấy. Thì chúng ta mới chia tiêu được. Đúng chưa? Anh hiểu chưa? Nhá, chứ còn chia tiêu này là sai đấy nhá. Ở đây các con thấy là xuất hiện này 2 này 3 này 4 đúng không? 2 3 4. Đó, 9 thì thực ra nó là 3. 4 nó là 2 đúng không? Đấy. Thế 6 thì bằng gì các con? 6 thì bằng 2 x 3 đúng không? 2 x 3. Đấy. Thế vậy là chúng ta sẽ làm này. 6 các con viết thành 2 x 3 tất cả mũ 5 nhân 2 mũ 3. Đó nhá. 2 mũ 3 trừ 2 nhân 3 mũ 5. 3 mũ 5. 4 thì con tách thành 2 mũ 2 tất cả mũ 3. Đúng không? Đấy, vậy chúng ta đưa về cơ số 2 và cơ số 3 nhá. Nào, xem hiểu từ số chưa? Nhá, 62. Tương tự bên dưới, 6 thành 2 nhân 3. Đúng không? Tất cả mũ 4 nhân với 2 mũ 5 trừ 9 thì bằng 3 bình phương. Tất cả mũ 2, 4 thì bằng 2 bình phương. Tất cả mũ 4. Đấy, câu này là hơi khó một chút. Nào, câu 3. Bước 1 các con hiểu chưa nào? Đó, tách thành 6 x 3 nhá. 4 thì bằng 2 bình phương, còn 9 thì bằng 3 bình phương. Để chúng ta đưa về hai cơ số thôi, đó cơ số 2, cơ số 3. Đấy. Lúc này ta nhân vào rồi nhá. Thì con lưu ý thầy một công thức nữa như này. AB tất cả mũ m thì sẽ thành A mũ m nhân với B mũ m, đúng không? AB tất cả mũ m thì bằng A mũ m nhân B mũ m. Đấy, vậy đây là được là 2 mũ 5 nhân 3 mũ 5. Đó. Nhân 2 mũ 3 ở đây nữa để nguyên, đúng không? À, chúng ta viết từ từ nhá. Trừ 2 nhân 3 mũ 5 nhân 2 mũ 2 tất cả mũ 3 thành 2 mũ 2 nhân 3 là 2 mũ 6. Đúng chưa? Ở đây 2 nhân 3 mũ 4 thành 2 mũ 4 nhân 3 mũ 4 nhân 2 mũ 5 ở đây. Trừ 3 mũ 2 tất cả mũ 2 thành 3 mũ mấy? 3 mũ 2 x 2 là 3 mũ 4. Và đây là 2 mũ 2 x 4 là 2 mũ 8. Đấy, vậy bước thứ hai là chúng ta chỉ còn xuất hiện cơ số 2 và cơ số 3 thôi nhá. À, tôi còn xem bước 2 ok chưa? Đó, bây giờ thu gọn. Thu gọn thầy đi, vụ đây là các con nhìn đây này. 2 mũ 5, 2 mũ 3 thì sẽ thành 2 mũ mấy?
2 mũ 8. Đúng không? 3 mũ 5 để nguyên. Được chưa? Tiếp trừ 2, đây chính là 2 mũ 1. 2 mũ 1 nhân 2 mũ 6 thành 2 mũ 7. Nhân 3 mũ 5. Đấy, lấy trên tử nhá. Dưới mẫu 2 mũ 4 nhân 2 mũ 5 là 2 mũ 9. 3 mũ 4 để nguyên. Trừ. Không. 3 mũ 4 nhân 2 mũ 8. Để nguyên. Đó, bắt đầu đến đây gọn gọn rồi đấy, đúng không? Nào, đấy là bước số 2. Bước 2 là bước thu gọn lại nhá. Bước 2 thu gọn. Nào, thế bên nhân tử trên nhân tử có nhân tử chung là gì nào? Khánh Linh, Khổng Linh, trên tử có nhân tử chung là gì? Khổng Linh. Ba mũ năm gì nữa nhân hai mũ mấy? Khổng Linh nào, Khổng Linh nói à? Thầy hỏi Khổng Linh nào, Khổng Linh nào, ba mũ mấy? Ba mũ năm. Hai mũ bảy và hai mũ tám thì cái nào bé hơn? À, hai mũ bảy đúng không? Vậy nhân tử chung là ra lấy hai mũ bảy, được chưa? Đó. Con nhìn này, 3 mũ 5 đặt 3 mũ 5 là hết, 2 mũ 8 đặt 2 mũ 7 thì còn 2, đúng không? Dấu trừ để dấu trừ. Đây, 2 mũ 7, 2 mũ 7 hết, 3 mũ 5, 3 mũ 5 hết nên là còn 1. Nào, đấy, con hiểu chưa? Tiếp, mẫu số, Minh Nguyên nào, có thừa chung là gì nào? Hai mũ ấy nào? Hai mũ tám và hai mũ chín thì là số nào bé hơn? Rồi, hai mũ tám bé hơn, đúng không? Ba mũ bốn thì là thừa chung là ba mũ bốn. Nào, trong ngoặc còn gì nào? Hai mũ chín chia hai mũ tám. Hai mũ tám, hai mũ chín chia hai mũ tám chứ, đúng không? Thì thành hai mũ chín trừ tám tức là hai mũ một tức là hai. Trừ, đó, cái này giống nhau rồi nên là còn. Đúng không? 2 trừ 1, 2 trừ 1 là bằng 1. Nào, bây giờ rút gọn bằng. Ở đây nhá, 3 mũ 5 chia 3 mũ 4 thì được 3 mũ mấy? Được 3 mũ 1. Đúng không? 2 mũ 7 chia 2 mũ 8. Đây, thầy viết này. Rút gọn nhá. Trên tử này, dưới mẫu cả 2 chia cho 3 mũ 4 thì trên tử được 3 mũ 1. 2 mũ 7, 2 mũ 8 chia cả tử mẫu cho 2 mũ 7 thì trên tử là hết 2 mũ 7, dưới mẫu là còn 2 mũ 1. Nên đáp số nó bằng 3 phần 2. Đúng không? Đấy, thì bài này hơi phức tạp nên là thầy đề nghị là về nhà các con làm lại cho thầy nhá. Làm lại xong mình so sánh cái cách từng bước của mình, hiểu chưa? Đấy, bài này phức tạp đấy nhá. Nên là làm lại. Ngoài ra, đấy, xem lại cái bài này này. Ngoài ra làm cho thầy bài số này. Cái này mới học chúng ta làm nhiều một chút nhá, chúng ta quen. Câu số 10 này. 12 và 10, 13. Đó. Tuần nào cũng buổi rồi đúng không? Nên là làm 3 bài nhá. Đặc biệt bài này tính lại cho thầy nhá. Rồi, các con nghỉ tí xong lại đến ca hình học của thầy Hà nhá. Bye bye cả lớp.